Bây giờ là 18:30. Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình Thời sự tối nay thứ Bảy ngày 31 tháng 8 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hà Tĩnh thiếu giáo viên trầm trọng trước năm học mới. Trên thế giới, Tổng thống Iran kêu gọi người dân nước này đoàn kết để vượt qua cuộc chiến kinh tế mà Mỹ khơi mào. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình Thời sự tối nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của người 1969-2019, tỉnh Long An tổ chức triển lãm ảnh Long An 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 9 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Và để cùng tìm hiểu về một sự kiện văn hóa có ý nghĩa này, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn với bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cơ quan tổ chức thực hiện cuộc triển lãm. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bà, xin bà cho biết đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho cuộc triển lãm ảnh Long An 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện như thế nào ạ? Để thực hiện cái 50 năm di chúc của bác cũng như là kỷ niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với cái vai trò là phó trưởng ban thường trực của cái ban tổ chức này cũng đã chuẩn bị tất cả các cái nội dung riêng về cái cơ sở vật chất tại địa điểm thì coi như là hiện nay là đang ở cái giai đoạn cuối để mà hoàn chỉnh để giao cho tất cả các cái bộ phận tiếp nhận và trưng bày triển lãm làm sao để nó đạt được cái tính thẩm mỹ cũng như là tạo một cái điều kiện thuận lợi để tất cả mọi người đến xem nó được thuận tiện hơn. Vậy bà có thể thông tin về một số hoạt động trọng tâm diễn ra trong cuộc triển lãm lần này ạ? Nội dung chính diễn ra trong cái cuộc triển lãm lần này thì cái nhất là chúng ta triển lãm những cái hình ảnh về cuộc đời, hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi chúng ta triển lãm những cái hình ảnh về những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Long An sau 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì bên ngoài cái gian triển lãm chính thì chúng tôi có bố trí 15 cái gian hàng để cho 15 huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An để trưng bày những cái hình ảnh về cái thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương. Thì ban tổ chức có tổ chức chiếu phim tư liệu về cái cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là những cái hình ảnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cái chương trình văn nghệ đặc sắc để mà phục vụ cho đông đảo bà con đến xem triển lãm. Như vậy thông qua cuộc triển lãm lần này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với người triển lãm nói riêng và công chúng nói chung ạ? Chúng ta muốn tuyên truyền cái nội dung, cái di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại. Và chúng ta cũng muốn khẳng định là cái tư tưởng, cái đạo đức, cái phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một giá trị to lớn mà chúng ta tiếp tục sẽ học tập, sẽ noi gương mỗi người để làm sao để mình học tập theo Chủ tịch Hồ Chí Minh để mình tự hoàn thiện mình trong cuộc sống, trong công việc, để góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước của chúng ta ngày càng giàu đẹp. Xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện quyết định số 401 ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 40. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Phạm Tấn Khoa đến dự hội nghị. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh có tổng nguồn vốn đạt được hơn 3.200 tỷ đồng, tăng trên 1.000 tỷ so với thời điểm năm 2014. Trong đó, nguồn vốn trung ương chiếm 95,54%,
5 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp trên 221.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn với số tiền trên 4.500 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 3,81% năm 2014 xuống 2,22% năm 2019, thu hút và tạo việc làm mới cho gần 8.000 lao động, gần 16.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Hỗ trợ gần 101.000 lượt hộ gia đình xây dựng 98.000 công trình nước sạch và 87.000 công trình vệ sinh, hỗ trợ xây dựng hơn 190 căn nhà cho hộ nghèo, giúp trên 16.000 lượt hộ sinh sống ở vùng khó khăn được vay vốn sản xuất kinh doanh. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, như công tác thông tin tuyên truyền chỉ thị 40, có lúc có nơi còn chưa thường xuyên, việc tập trung các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách vào đầu mối ngân hàng chính sách xã hội còn hạn chế, nguồn vốn trung ương địa phương tăng trưởng hàng năm còn thấp so với nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, phát huy tốt chức năng giám sát phản biện xã hội trong triển khai thực hiện chỉ thị 40. Dịp này, 13 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện chỉ thị số 40 vinh dự nhận khen thưởng của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội. Vào ngày 30 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng sản xuất cây ăn quả tại một số huyện đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh. Qua thực tế khảo sát, Viện Cây ăn quả miền Nam cho rằng việc chuyển đổi cây trồng trên địa bàn tỉnh diễn ra rải rác, không tập trung, nông dân trồng tự phát theo thị trường. Đồng thời, chất lượng nguồn giống chưa đảm bảo, thiết kế mương liếp chưa đạt, một số cây mới trồng đã bị thối rễ. Ngoài ra, việc quản lý tán kém, bệnh xì mũ thân, bệnh giăng lá greening, bệnh loét trên cây chanh rất phổ biến và gây hại nặng. Theo đó, Viện Cây ăn quả miền Nam khuyến cáo ngành nông nghiệp tỉnh và người dân phải hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng, đảm bảo thoát nước trong mùa mưa lũ và chủ động ngăn mặn trong mùa khô, hỗ trợ quản lý và cung cấp nguồn giống chất lượng cho người dân chuyển đổi. Đồng thời, các nhà vườn cần phải được tập huấn kỹ thuật về quản lý tán, xử lý qua và sâu bệnh hại quan trọng. Về lâu dài, phải tạo liên kết sản xuất hay chuỗi giá trị cho nông sản. Được biết, trong những năm qua, nông dân Long An đã chuyển đổi gần 25.000 hecta đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây ăn trái khác như thanh long, chanh, khóm, mít, chuối, bưởi, xoài, vân vân. Trong đó, thanh long và chanh là hai cây trồng đang cho hiệu quả cao nhất, với lợi nhuận từ 150 cho đến 400 triệu đồng một hecta một năm. Thưa quý vị, đã vào mùa lũ gần một tháng mà con nước phù sa vẫn chưa đổ về. Vậy là cư dân dùng rốn lũ không thể mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản, nên thị trường ngư cụ vì vậy mà cũng trầm lắng. Từ hơn một tháng trước, các tiểu thương ở thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng đã chuẩn bị phong phú nhiều mặt hàng ngư cụ như lưới, chài, vớn, câu, vân vân để phục vụ nhu cầu thị trường, nhưng sức mua vẫn còn thấp, nếu không muốn nói là ế ẩm. Hiện các cửa hàng bán ngư cụ ở vùng rốn lũ Đồng Tháp 10 chịu chung tình cảnh điều hiu, mòn mỏi chờ khách. Thì so với năm rồi thì nước năm nay không có, thì dân người ta không có làm gì được, người ta cũng đâu có mua hàng của mình. Bán không được một phần so năm rồi, hôm nay nước trên ruộng chưa có. Có bữa bán không được tay lưới, dân người ta đâu làm gì được đâu, bởi người ta đâu có mua lưới của mình. Mùa này, những năm trước, ông Nguyễn Văn Liễm nhận làm cho khách hàng trăm tay lưới các loại. Mỗi mùa lũ, ông làm tất bật với từ 60 cho đến 70 ký lưới nguyên liệu. Còn hiện tại thì thưa thớt, vài người đặt làm với chưa đến 10 ký. Thì những năm trước đây, nước lũ về nhiều thì tôi đóng lưới mướn cho người ta là được nhiều, có năm thì 40 ký. Như năm rồi đó là nó nhiều nữa thì nó tới năm mấy 60 ký. Còn như năm này thì coi như từ đầu mùa tới giờ là bà con ta chỉ đóng dự trù. Những người có tiền ta dự trù trước chứ cũng chưa có dân được, bị nước chưa có lên đồng. Tới cái giờ này thì tôi đóng được chỉ có chục ký. Sau những cơn mưa đầu mùa, mực nước dâng lên, người dân đem vớn đặt với hy vọng thu được thủy sản. Nhưng được một vài hôm ngừng mưa, nước rút, ngư cụ mắc cạn giữa ruộng. Hiện tại, các huyện đầu nguồn của tỉnh Long An chẳng khác mùa khô. Mực nước khu vực Đồng Tháp 10 hiện thấp hơn từ 0,03 đến 1,59m so với cùng kỳ năm 2018.
Thưa quý vị, dù mang lại nhiều lợi ích và cung cấp cho thị trường sản phẩm sạch an toàn, thế nhưng mà công ty Quảng Gia Nhật Quang, một trong những đơn vị tiên phong trong sản xuất và cung cấp gạo sạch của tỉnh, lại đang gặp nhiều khó khăn. Đây là sản phẩm gạo sạch của công ty Hoàng gia Nhật Quang. Dù có logo, thương hiệu, mã vạch truy xuất nguồn gốc, nhưng gạo sạch Nhật Quang nói riêng và gạo sạch nói chung vẫn gặp khó khăn. Giờ thì tôi ăn gạo thì bình thường thôi, từ 13 cho tới 16 ngàn. Đối với gạo sạch thì nói chung là tâm lý của chị em phụ nữ nội trợ như tụi tôi thì ăn để được kiểm nghiệm nè, rồi được là bên kiểm nghiệm như vậy thì ăn tụi tôi yên tâm hơn. Nhưng mà đã ăn quen cái từ đó giờ, từ nhỏ lớn ăn nhỏ lớn nó quen cái gạo đó rồi, giờ thì với giá thành nó cũng vừa với cái túi tiền dân lao động của tụi tôi. Còn đối với gạo sạch thì giá thành cao quá. Để có được thương hiệu gạo sạch Nhật Quang, hai năm nay ông Nguyễn Giang Hồng, giám đốc công ty, đã liên kết với ba hợp tác xã của các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng và Mộc Hóa để xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất gạo hữu cơ và bao tiêu sản phẩm với diện tích 150 hectare. Đồng thời đầu tư máy hút chân không để đóng gói, bảo quản. Hàng tháng nơi đây tiêu thụ khoảng 1.000 tấn, chủ yếu ở thị trường nội địa như Sơn Hà Food và một số cửa hàng Bách Hóa với giá bán cố định 37.000 đồng một ký. Không chỉ khó khăn về đầu ra, công ty Hoàng gia Nhật Quang còn phải đối mặt với nhiều khó khăn khác. Về liên kết với dân á, thì nó cũng chưa có đồng loạt mà để ổn định về cái giá. Cái khi mà giá bình á, thì không sao, nhưng mà cái giá lên á, thì nông dân lại đầu lợt đầu lên. Mà khi mà giá rớt á, thì nông dân lại cũng chưa có mặn mà để hỗ trợ cho doanh nghiệp về cái khoản đó. Thì anh cũng mong là nông dân với liên nghiệp, doanh nghiệp với các nhà khoa học còn này kia liên kết chặt một chuỗi cho mình nó cân bằng với nhau, để doanh nghiệp mình mới đưa ra được cái giá cạnh tranh được ra ngoài thị trường. Đây cũng là khó khăn chung của doanh nghiệp, trong khi chi phí đầu tư sản xuất nông sản sạch cao nhưng năng suất lại thấp. Trong cái hướng tới thì Sở Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ cho cái gạo Nhật Quang đi vào những cái thị trường Sơn Hà cũng như là cửa hàng tiện ích của tỉnh và hệ thống siêu thị. Sở Công Thương sẽ cùng đồng hành với gạo Nhật Quang cũng như một số gạo mà sản xuất sạch của Long An để đi tiêu thụ sản phẩm. Sở Công Thương sẽ kết hợp với cái cục xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương để mà tạo điều kiện cho gạo Nhật Quang cũng như gạo sạch của một số các doanh nghiệp của Long An đi ra cái thị trường nước ngoài. Cùng với đó, cần phải có một hệ thống quản lý đồng bộ cũng như có cơ chế, chính sách khuyến khích người dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để phát triển bền vững nông nghiệp hữu cơ. Tin trong nước. Thưa quý vị, năm học nào cũng vậy, vấn đề thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non, lại trở thành nỗi lo của ngành giáo dục tỉnh Hà Tĩnh. Tình trạng này khiến cho hàng ngàn trẻ có nhu cầu đến lớp, nhưng mà vẫn chưa biết bắt đầu năm học mới từ đâu. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là trường mầm non xã Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh. Những ngày này, tại đây có rất đông phụ huynh học sinh của nhóm trẻ mầm non từ 24 đến 36 tháng tuổi đến đăng ký cho con nhập học để bước vào năm học mới. Tuy nhiên, do nhà trường thiếu giáo viên đứng lớp nên đã không thể đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh học sinh. Không phải tôi mà đa số đại phụ huynh là cũng rất mong muốn là cập đến để tạo điều kiện cho cái lớp trẻ 3 tuổi đến đi học và có một lớp nhất trẻ nữa. Bởi vì hiện tại ở đến đây là chủ yếu là công nhân ở phòng xa và công nhân đi làm ở các công trường, chứ không có bán thời gian ở nhà nữa. Cũng rất mong muốn là chính quyền về nhà trường ở đấy tạo điều kiện để nhận các cháu, nhận con của em và các con của các bậc phụ huynh khác ở đấy để họ có đi làm được, để có thêm thu nhập. Điều đáng nói, dù được đầu tư rất khang trang cơ sở vật chất đầy đủ, học sinh đăng ký rất đông, nhưng do thiếu giáo viên nên nhà trường có đến 11 phòng học dư thừa, bỏ trống. Điều này không chỉ gây lãng phí cơ sở vật chất mà còn gây tâm lý lo lắng cho hàng trăm phụ huynh có con nhỏ khi chưa được đến trường. Trước cái áp lực của phụ huynh, thì chúng tôi là một cái người quản lý của nhà trường, thì cũng rất mong là cấp trên tạo điều kiện để bằng cách nào
hỗ trợ là về định biên giáo viên hoặc là hỗ trợ về cái kinh phí để cho nhà trường hợp đồng giải quyết một cái số cho phụ huynh đặc biệt là 3 tuổi cho cháu đến trường. Giải pháp của thị xã thì thứ nhất là kêu gọi thành lập các trường tư thục. Thứ hai là chúng tôi đề nghị với tỉnh, và tôi cho rằng là tỉnh cần phải có cơ chế đặc thù cho các cái trường học ở khu công nghiệp, nhất là giáo về chỉ tiêu giáo viên. Bởi vì trong này hàng năm là số lượng học sinh tăng rất nhanh. Qua việc thiếu giáo viên mầm non ra, thì đến thời điểm này, thị xã Kỳ Anh hiện còn thiếu 74 giáo viên bậc tiểu học và bậc trung học cơ sở còn thiếu đến 59 giáo viên đứng lớp. Vì vậy, dù năm học mới đã cận kề, nhưng việc thiếu giáo viên đứng lớp của nhiều cấp học đang là nỗi lo của ngành giáo dục thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.